Nhà đất Hằng đi, chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cao hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng cho tới chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng và ngay số chỗ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Mai Văn Ngọc thuộc trung tâm phường 10 quận Phú Nhuận nha cả nhà. Tại đây thì chúng ta kết nối với đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Hoàng Văn Thụ cũng như là đường Trần Hữu Trang và mình thông ra hẻm Lê Văn Sĩ luôn nha, vị trí ngay trung tâm quận Phú Nhuận luôn, đi đâu cũng tiện hết. Được gửi khách hàng mình một căn siêu phẩm được gia chủ thiết kế với kết cấu là một trệt ba lầu nè, mẫu thiết kế hiện đại, giá bán thì phải nói là vô cùng hợp lý luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra con đường phía trước nhà để quan sát nha cả nhà. Đây, đường trước nhà của mình thì rộng 3m nè, ngay khu dân cư xây dựng đồng bộ. Khu này thì chỉ có khoảng 6 căn nhà thôi, rất là an ninh luôn. Và mình cách mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ chỉ 50m thôi nha. Ngay trung tâm chúng ta đi đâu cũng tiện hết, kết nối với trung tâm quận 1, quận 3, Bình Thạnh cũng như là khu vực phường 2 Tân Bình luôn. Cùng Hằng Ni chúng ta tham quan nè cả nhà. Khu này thì chỉ có 6 căn nhà thôi. Ngôi nhà hôm nay em giới thiệu khách hàng mình mẫu thiết kế hiện đại, mỗi tầng đều được gia chủ mình có thiết kế ban công chỗ ra bên ngoài với kết cấu là một trệt ba lầu. Đây, và em xin giới thiệu sơ lược về ngôi nhà có diện tích chiều ngang là 3,2m, chiều sâu vào là 10m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp khách hàng mình cứ hướng mọi là đông tứ trạch cũng như các hướng là hướng chính đông chính bắc nha cả nhà. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 3 phòng ngủ kèm khu vực giặt sấy nè, ban công chỗ ra ngoài vô cùng thông thoáng luôn. Và gia chủ đang rao bán cho căn này chỉ với mức giá là 5 tỷ 780 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni số chỗ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Và cùng em chúng ta ngắm nhìn sơ lược là một lần nữa nè, con đường phía trước nhà được gia chủ mình ốp gạch phía bên dưới luôn, vô cùng sạch sẽ luôn cả nhà. Khu này thì phải nói là vô cùng an ninh luôn rồi, có camera quan sát bên trong lẫn bên ngoài luôn. Và khi quyết này mình mua ngôi nhà này sẽ được gia chủ mình tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà nha. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa nè. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Bên trên thì được gia chủ thiết kế dàn chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng. Phòng khách thì đầy đủ hết rồi. Mình có sofa, bàn trà, tranh treo tường cũng như là bức tường ngay khu vực kệ tủ tivi nè cả nhà. Được gia chủ mình ốp tấm nhựa PVC vô cùng nét luôn, kết hợp với đèn led âm trần nha. Tranh treo tường, máy lạnh riêng bên không gian khu vực phòng khách luôn. Và di chuyển vào bên trong, phòng khách thì được gia chủ thiết kế thông với khoảng không gian khu vực phòng bếp nha. Đó, đẹp chưa? Một căn nhà thiết kế phải nói là vô cùng đẹp luôn, giá bán thì rất là hợp lý luôn rồi, chỉ 5 tỷ 780 triệu đồng thôi. Đây, khoảng không gian khu vực phòng bếp đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi nha. Chúng ta có bộ bàn ăn 6 ghế nè, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quầy bếp đảo. Hệ tủ bếp thì mình có máy hút mùi, bếp âm mặt đá, bồn rửa đầy đủ luôn. Được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo là màu trắng nha cả nhà. Khoảng này là mình ốp gạch luôn nha, có máy hút mùi luôn nè. Một căn nhà đầy đủ công năng cho khách hàng mình khi mà sinh sống và sử dụng luôn. Và di chuyển về cuối ngôi nhà, được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực vách ngăn. Mình có cầu thang kèm toilet sử dụng riêng biệt bên khoảng không gian khu vực tầng trệt luôn. Toilet thì đầy đủ các trang thiết bị rồi. Chúng ta có gương soi nè, lavabo bồn cầu, vòi tắm hoa sen. Khoảng không gian khu vực cầu thang di chuyển lên lầu 1 nha. Ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn cũng như là lan can bằng sắt nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn sơ lược là một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Và Hằng Ni xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt ba lầu, với diện tích chiều ngang là 3,2m, chiều sâu vào là 10m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng nam nha cả nhà, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mọi là đông tứ trạch cũng như các hướng là hướng chính đông, chính bắc và hướng đông nam nè. Khoảng không gian khu vực cầu thang được gia chủ mình ốp những cái viên gạch lên á, rất là sạch sẽ, dễ lau chùi cũng như là nhìn có điểm nhấn luôn nha. Bên trên chúng ta có đèn chiếu rọi nữa nè cả nhà, nhưng mà Hằng Ni chưa có bật á, mình về mình treo thêm một bức tranh khoảng không gian này nhìn rất là tuyệt vời luôn.
Căn này thì với công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ nha cả nhà. Đầy đủ công năng khách hàng khi mà sinh sống và sử dụng luôn. Cũng như là tùy theo mục đích của mình, chúng ta có thể là mua để cho thuê của thu nhập hàng tháng nha. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nè. Tại đây thì được gia chủ thiết kế là một phòng ngủ kèm toilet sử dụng riêng biệt bên trong luôn. Đó, một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Mà diện tích phải nói là không có nhỏ đâu. Có vách kính ngăn riêng nè, giữa khu vực tắm và vệ sinh luôn. Mình có là bồn cầu, lavabo, gương soi luôn nha. Gương này thì mình bật tắt đèn được luôn nha cả nhà. Hằng Ly bật thử nè. Đó, đẹp chưa? Bên trong khoảng không gian khu vực toilet thì gạch ốp phun trần luôn. Đây, không gian khu vực phòng ngủ của gia đình mình. Bên trên thì mình có trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng. Hai phía bên thành tường của mình thì được gia chủ mình ốp gạch cao lên tới 1m2 lần như cả nhà, vô cùng sạch sẽ luôn. Chúng ta có rèm màn cửa, ban công chỗ ra ngoài. Ban công nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Khoảng này thì ô cửa kính nha. Ban ngày thì mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn cả nhà. Có cửa sổ mở ra được luôn. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ly với số hotline rút trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2 này cả nhà. Được gia chủ thiết kế làm phòng ngủ thứ hai. Chúng ta cũng có toilet sử dụng riêng biệt bên trong phòng luôn. Mình có khu vực tắm riêng biệt nè, bồn cầu, lavabo, gương soi, gạch thở phun trần luôn rồi. Phòng này cũng giống như phòng bên dưới thôi. Bên trên thì mình có trần chìm giật cấp nè, kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng, tranh treo tường. Và có ban công di chuyển ở bên ngoài, kèm với khu vực ô cửa kính nè. Cửa sổ mở ra được luôn. Được gia chủ sử dụng là chất liệu cửa nhôm sinh pha màu trắng sữa nha, kết hợp với kính cường lực 10 ly với cả nhà. Trời ơi, một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, giá bán phải nói là quá hợp lý luôn rồi. Mỗi phòng như vậy gia chủ mình đều đã lắp máy lạnh riêng biệt bên trong rồi. Máy lạnh Toshiba nha. Tặng kèm cho khách hàng mình toàn bộ nội thất bên trong nhà như video Hằng Ly đang quay luôn. Và em di chuyển lên bên trên để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Tầng cuối cùng, tầng 3 nha cả nhà. Đây, khoảng không gian trên khu vực cầu thang được gia chủ mình thiết kế có ô cửa kính trời ánh sáng trực tiếp trên ngôi nhà. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 3 nè. Tại đây cũng được gia chủ thiết kế có toilet sử dụng riêng biệt luôn. Phòng ngủ thứ 3 của gia đình mình. Đó, đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh rồi nha, cũng giống như phòng bên dưới thôi. Tùy theo công năng sử dụng của chúng ta, mình có thể là thiết kế làm không gian khu vực trên này phòng thờ ông bà tổ tiên cũng được luôn, hoặc là làm phòng ngủ thứ 3, cũng như là chúng ta mua căn nhà này mình cho thuê có thu nhập hàng tháng nha cả nhà. Lên tới 3 phòng ngủ lần rất là tiện để cho thuê luôn. Phía ngoài cửa nè cả nhà. Đây, view phía bên ngoài nha. Rất là thông thoáng luôn á, không có bị trắng view đâu. Phía bên tay trái của Hằng Ly nè, mình cũng có ô cửa sổ chỗ ra phía bên ngoài luôn. Hai cửa luôn nha cả nhà. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên, cũng như là mình mở cửa ra thì gió trời rất là đối lưu luôn. Chỉ với mức giá là 5 tỷ 780 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ, khách hàng mình quan tâm thì hãy alo cho Hằng Ly nha. Và quý khách hàng mình cần nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho em. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ly xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ly xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt, bye bye mọi người.